ladies and gentlemen, good morning, teacher and all friends. Today, we'll send to all of you the three reasons from the 62. Around the world, each country has their own costume. Japanese have a kimono costume. Koreans own a handbook. Chinese have a traditional. When it comes to Vietnam, everyone thinks of a typical costume of the north, center, and south regions. Trên thế giới, mỗi quốc gia đều có một trang phục riêng của họ. Người Nhật có chiếc áo kimono, người Hàn Quốc lại sở hữu chiếc khăn bóc, người Hoa có chiếc sườn sáng. Từ xưa đến nay, khi nói đến người Việt, Việt Nam, người ta đều gửi đến trang phục đặc trưng của ba miền Bắc, Trung và Nam. Đầu tiên là áo nữ thần cùng với sợi dải yếm đào và chiếc nón quai thao là hình ảnh quen thuộc của người phụ nữ miền Bắc. Người con gái thường mặc y màu với bên trong, bên ngoài y là một chiếc áo khoác mỏng. Con gái thường mặc một chiếc khăn lưng giống như một đồ vật để trang trí về màu sắc. Central Vietnam that impresses everyone by the elegant and purity of a white woman. Kế tiếp là bộ áo dài đặc trưng miền Trung, khiến ai cũng ấn tượng với sự thanh nhã, tinh khiết của người phụ nữ xứ Huế. Thân áo được xẻ thành hai tà và được trang trí rất nhiều hoa văn và cũng như là họa tiết. Cuối cùng là bộ áo bà ba với chiếc khăn rằn được quấn trên đầu rất đơn sơ và giản dị. Áo bà ba vốn không cổ, thân áo sau được may bằng một mảnh vải nguyên. Ở trước có một dải huyền áo được trang trí bằng một màu xanh và hoa văn. Nhưng những bộ trang phục ấy còn chiêu độc tôn về bản sắc dân tộc. Cảm ơn các quý đại biểu, các quý thầy cô giáo, các quý phụ huynh và toàn học sinh trường Nguyễn.